Liên quan đến vụ nam sinh 18 tuổi bị đầu độc bằng cyanua ở huyện Nhơn Trạch đã bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, phía nhà trường cho biết vừa trình lên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai để xét đặc cách tốt nghiệp. Ngày 10 tháng 7, bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết, liên quan đến việc nam sinh 18 tuổi ở huyện Nhơn Trạch bị đầu độc bằng cyanua, nhà trường đã làm thủ tục xin xét đặc cách tốt nghiệp. Bà Huệ thông tin, qua rà soát hồ sơ xin đặc cách thì em NHBT đủ điều kiện để xét đặc cách tốt nghiệp. Vào cuối tháng 6, em T bất ngờ bị ngộ độc cyanua và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do ảnh hưởng của vụ việc, em T đã bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Sau khi sức khỏe em T ổn định, nhà trường đã liên hệ gia đình làm thủ tục xin xét đặc cách tốt nghiệp. Như thông tin đưa trước đó, ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, trú xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch để điều tra về hành vi sát hại người. Bích là người đầu độc T, cháu ruột của Bích bằng chất độc cyanua. Ngoài ra, Bích còn khai dùng chất độc cyanua, đầu độc chồng và hai cháu ruột tử vong. Theo cơ quan điều tra, Bích đang sống cùng với vợ chồng anh ruột tại căn nhà thuộc tổ 4, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch. Xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, ngày 22 tháng 6, Bích thấy cháu T đang ngồi học bài một mình, nên lấy cyanua bỏ vào viên thuốc con nhộng rồi đưa cho T uống. Người cháu sau đó bị ngộ độc, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, bị can còn khai từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Bích đã dùng cyanua đầu độc ba người thân khác trong gia đình dẫn đến tử vong, trong đó có chồng Bích và hai cháu ruột. Khám xét nơi ở của Bích, cảnh sát thu giữ một số vật chứng liên quan. Ngoài ra, theo chỉ điểm của Bích, công an tìm thấy chai nhựa màu trắng nặng 0,7kg chứa cyanua được chôn lấp trong một nghĩa trang thuộc ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ. Luật sư Nguyễn Văn Nam, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định, hành vi của đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích đặc biệt nguy hiểm, đáng lên án, mất nhân tính, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống, mà chỉ trong thời gian ngắn dùng chất độc để tước đoạt tính mạng của 4 người. Đối tượng hoàn toàn nhận thức được về việc dùng chất độc cyanua sẽ gây ra cái chết cho nạn nhân. Theo khoa học hiện nay, chất cyanua được liệt kê vào loại chất cực độc. Khi con người bị nhiễm chất độc này có biểu hiện tác dụng rất nhanh, mạnh vào hệ hô hấp và hệ thần kinh, gây nhiễm độc cấp tính. Người ăn hàm lượng thấp sẽ có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, thở gấp và nếu không được cấp cứu kịp thời, rất dễ bị trụy tim mạch tử vong. Những người sống sót sau ngộ độc cyanua có thể bị tổn thương tim, não và thần kinh. Do đó, nhà nước đã ban hành các quy định quản lý chất cyanua rất nghiêm. Trong vụ việc này, mặc dù cháu T may mắn thoát chết, kịp thời được cứu chữa và đã xuất viện, nhưng hành vi của đối tượng hoàn toàn đủ yếu tố cấu thành tội danh sát hại người, theo quy định tại điểm 1, điểm Q khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Việc cháu T không tử vong là do được kịp thời cứu chữa, nằm ngoài ý chí của Bích. Ngoài ra, trước đó, bằng hành vi thủ đoạn tương tự, đối tượng đã dùng chất độc cyanua để tước đoạt tính mạng của chồng và hai cháu của mình. Hành vi này của Bích sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi sát hại người, theo quy định tại điểm A, khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự. Tội mà Nguyễn Thị Hồng Bích phải đối mặt có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Ngoài ra, theo các quy định của Bộ Luật Dân sự, Bích có trách nhiệm bồi thường các khoản thiệt hại về tinh thần, tính mạng cho thân nhân các nạn nhân. Thưa quý vị, liên quan đến vụ đầu độc người thân bằng cyanua ở Đồng Nai gây rúng động dư luận, nhiều người đặt câu hỏi, số tiền bảo hiểm kẻ thủ ác đã nhận được sau các vụ đầu độc sẽ được xử lý ra sao? Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích sinh năm 1986 ở huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai về tội sát hại người, theo điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi. Theo thông tin điều tra ban đầu, do mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình, Bích đã mua cyanua để đầu độc cháu ruột là NHBT, sinh năm 2006, trú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch. Liên quan đến việc 5 người trong gia đình tử vong, Bích đã thừa nhận dùng cyanua đầu độc khiến 3 người tử vong, gồm chồng và hai cháu. Lực lượng công an cũng đang làm rõ hai trường hợp tử vong còn lại là cha ruột và con trai Bích. Trước đó, sau khi chồng và hai cháu tử vong, Bích đã được hưởng 800 triệu đồng tiền bảo hiểm. Số tiền này được Bích dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Phân tích vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, hành vi đầu độc nhiều người thân trong gia đình bằng chất cyanua là tội ác không thể tha thứ. Với việc bị khởi tố về hành vi sát hại người, đối tượng thực hiện có thể đối diện với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
về cách xử lý đối với số tiền bảo hiểm mà kẻ thù ác đã nhận được sau khi đầu độc người thân. Theo Điều 27 Luật Xử lý Vi phạm Hành chính năm 2012, cá nhân tổ chức vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp là tiền, tài sản, giấy tờ và vật có giá có được từ vi phạm hành chính mà cá nhân tổ chức đó đã thực hiện để sung vào ngân sách nhà nước hoặc hoàn trả cho đối tượng bị chiếm đoạt. Nếu không tự nguyện thực hiện thì bị cưỡng chế thực hiện. Ngoài ra, khoản 6 Điều 34, Nghị định 166 năm 2013, NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính cũng nêu rõ, trường hợp cá nhân tổ chức phải thi hành quyết định cưỡng chế, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính, hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật mà người bị cưỡng chế chưa thực hiện được ngay thì người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế, áp dụng một trong các biện pháp, khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân tổ chức vi phạm, kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá, thu tiền tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản. Bên cạnh đó, theo Điều 45 Bộ Luật Hình sự năm 2015, người phạm tội còn có thể bị tịch thu tài sản. Biện pháp này được áp dụng đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy tham nhũng. Liên quan vụ bắt giam một người phụ nữ nghi đầu độc cháu ruột bằng chất cyanua ở Đồng Nai, nghi phạm đã có những lời khai ban đầu với cơ quan công an. Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Thị Hồng Bích, do mâu thuẫn với chị dâu nên đã dùng chất cyanua đầu độc cháu trai. Theo đó, khoảng tháng 6 năm 2024, giữa Bích và chị dâu tên N, mẹ anh T đã xảy ra mâu thuẫn từ việc sửa nhà và mua bồn rửa bát. Ở mức trong lòng, Bích nảy sinh ý định dùng chất cyanua đầu độc cháu trai. Ngày 22 tháng 6, Bích nói dối với anh T là uống thuốc mát gan giải độc xe hết mụn. Anh T nghe vậy thì đồng ý. Sau đó, Bích ra tiệm thuốc Tây mua thuốc, trong đó có viên con nhộng. Về nhà, Bích đổ thuốc trong viên con nhộng ra, lén bỏ cyanua vào trong, rồi đưa cho cháu trai uống. Sau khi uống thuốc, anh Tê rơi vào hôn mê, mất tri giác, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh Tê bị ngộ độc chất cyanua. Ngoài đầu độc anh Tê, Bích còn khai từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Bích đã dùng chất độc cyanua đầu độc ba người thân khác trong gia đình, gồm chồng của Bích và hai cháu ruột dẫn đến tử vong. Cụ thể, Bích khai khoảng tháng 10 năm 2023, Bích mở hộc tủ trong nhà vệ sinh lấy bình thuốc cyanua rồi bỏ vào trong viên con nhộng. Sau đó, Bích để viên con nhộng vào bịch thuốc của chồng. Trưa hôm đó, anh NTTT, 38 tuổi, chồng của Bích, về nhà lấy thuốc uống và tử vong sau đó vài ngày. Bích khai, chính mắt tôi thấy chồng tôi uống liều thuốc có viên thuốc cyanua có độc trong đó. Hai người khác bị đầu độc tử vong bằng chất cyanua, theo lời khai của Bích, gồm bé NKD sinh năm 2017, con của em gái, và bé NHN sinh năm 2012, con của anh trai. Trong đó, Bích khai có mâu thuẫn với em gái chuyện tiền bạc và chuyện Bích bổ bịch bên ngoài sau khi chồng chết. Khám xét nơi ở của Bích, công an đã thu giữ một số vật chứng liên quan. Trong đó có một chai nhựa màu trắng, bên trong có chứa tinh thể, trọng lượng khoảng 0,7kg, giấu trong khuôn viên nghĩa trang gần nhà. Thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc, trưởng phòng cảnh sát hình sự PC02, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện triển khai đồng bộ các biện pháp khám nghiệm hiện trường. Theo Thượng tá Phúc, nghi phạm đã chuẩn bị kịch bản đối phó cơ quan điều tra. Tuy nhiên, với rất nhiều tài liệu chứng cứ và sự quyết tâm của lực lượng tham gia phá án, Bích đã cúi đầu nhận tội và xin khai nhận để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng còn xác định nghi phạm Bích có nợ nần tiền bạc bên ngoài. Sau cái chết của chồng và con, Bích được hưởng số tiền bảo hiểm khoảng 800 triệu đồng. Số tiền này Bích dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ mục đích của nghi phạm. Sau thời gian cấp cứu và chăm sóc tích cực, nam thanh niên 18 tuổi bị người thân đầu độc bằng cyanua ở Đồng Nai có tổng chi phí khám chữa bệnh lên đến hơn 173 triệu đồng. Sáng mùng 9 tháng 7, bệnh nhân NHBT 18 tuổi, ngụ huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, là một trong các nạn nhân vụ đầu độc nhiều người cùng gia đình bằng cyanua đã được bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho xuất viện vào chiều mùng 8 tháng 7 như dự kiến.
Thời điểm xuất viện, bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể tự đi lại, nhưng còn cần hỗ trợ vận động. Kết quả điều trị này được xem là rất thành công, bởi nhiều ca ngộ độc cyanua khác nếu không tử vong, chết não, cũng di chứng tổn thương não nặng, nằm một chỗ. Dù được về nhà, bệnh nhân phải tiếp tục can thiệp vật lý trị liệu, dùng thêm một số thuốc hỗ trợ thần kinh. Đáng chú ý, sau hơn 2 tuần nằm viện ở thành phố Hồ Chí Minh với hàng loạt các can thiệp phức tạp như lọc máu hấp thụ, dùng thuốc vận mạch, thở máy, tổng chi phí khám chữa bệnh của nam thanh niên lên đến hơn 173,6 triệu đồng. Trong đó, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán hơn 89,5 triệu đồng, gia đình tự đóng 87 triệu đồng và đã được bệnh viện hoàn trả viện phí còn thừa đã trừ bảo hiểm y tế khi xuất viện. Như đã thông tin, khi nhập viện vào tối 22 tháng 6, bệnh nhân T trong tình trạng hôn mê, mất tri giác đột ngột, phải tiến hành đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch. Ban đầu, ekip điều trị nghĩ nhiều đến tình trạng rối loạn nhịp tim hoặc viêm cơ tim cấp. Nhưng qua hội chẩn và hỏi thêm bệnh sử từ người nhà, các bác sĩ lại nghiêng về hướng bệnh nhân nhiễm độc chất. Bác sĩ Nguyễn Phạm Cao Khoa, khoa nội tim mạch lão học, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, bệnh nhân có các dấu hiệu nổi trội như phù phổi, giãn đồng tử, lactate, một sản phẩm của quá trình chuyển hóa tế bào tăng cao, dù được điều trị tích cực ngay từ đầu. Lúc này độc chất nghi ngờ là cyanua gây ngộ độc hô hấp tế bào. Từ nhận định trên, bệnh nhân được tiến hành lọc máu hấp phụ khẩn cấp. Hai ngày sau, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ dịch dạ dày xác nhận bệnh nhân nhiễm cyanua. Qua thời gian dài điều trị, bệnh nhân được ngưng thở máy, tri giác tỉnh táo qua cơn nguy kịch. Cũng liên quan đến vụ việc trên, tối 8 tháng 7, ông Trần Hoàng Sự, bí thư đảng ủy xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết, khi nạn nhân NHBT 18 tuổi được bệnh viện phát hiện trong người có chất độc cyanua, gia đình mới trình báo cơ quan chức năng. Những trường hợp khác dù tử vong bất thường, nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Hải, một trong những người tử vong không trình báo chính quyền địa phương. Trong 8 tháng, có 5 người cùng gia đình trên tử vong.